Sử dụng nồi chiên không dầu đang là xu hướng của nhiều gia đình hiện nay. Ngoài việc mang đến những món ăn ngon trong thời gian nhanh chóng, sản phẩm còn giúp món ăn ít dầu mỡ, có lợi hơn cho sức khỏe. Nếu mọi người đang có ý định mua nồi chiên, hãy tham khảo review top 3 nồi chiên không dầu GoSun dưới đây. 1. Nồi chiên không dầu GoSun CQ2402. Một trong những nồi chiên GoSun được bán cực chạy tại Việt Nam trong thời gian gần đây đó là GoSun CQ2402. Nồi GoSun CQ2402 có thiết kế bên ngoài sáng bóng, ấn tượng và sử dụng màn hình LCD điều khiển cảm ứng. Vì vậy, nếu bạn muốn căn bếp của mình trở nên thời thượng hơn thì không nên bỏ qua mã sản phẩm này. Sản phẩm tự tin mang đến cho người sử dụng những món ăn siêu hấp dẫn và an toàn cho sức khỏe. Bởi vì nồi GoSun CQ2402 sẽ loại bỏ đến 80% chất béo có trong thực phẩm và rút gọn thời gian chế biến hơn. Sử dụng công nghệ chiên nấu Rapid Air, nồi GoSun CQ2402 sẽ mang đến cho mọi người những món ăn chín trong, giòn ngoài không thể cưỡng nổi. Đặc biệt, các món ăn từ nồi GoSun CQ2402 luôn chín đều cho nên bạn hãy cứ an tâm sử dụng. Lưu ý, nồi chiên GoSun CQ2402 có dung tích 3,5 lít cho nên chỉ phù hợp với những gia đình ít người, từ 3 đến 5 thành viên. 2. Nồi chiên không dầu GoSun CQ2602. Nếu GoSun CQ2402 chỉ có dung tích 3,5 lít thì GoSun CQ2602 có đến 5,5 lít. Vì vậy, đây là lựa chọn hoàn hảo cho gia đình có nhiều thành viên hoặc có nhu cầu ăn nhiều món chiên rán mỗi ngày. GoSun CQ2602 hoạt động bằng màn hình cảm ứng điện tử, đảm bảo tính nhạy nhạy cho nên thao tác rất đơn giản. Sản phẩm có công suất hoạt động 1700W giúp bạn dễ dàng chế biến các món chiên, nướng, món quay mà không cần nhiều dầu mỡ. Để gia tăng hương vị của các món ăn như cá nướng, rau củ quả, thịt nạc nướng, bạn chỉ cần quét lượng dầu nhỏ lên bề mặt sản phẩm. Sau đó, chọn mức nhiệt độ và thời gian phù hợp, mà không cần phải tốn nhiều công sức ngồi canh thời gian, đảo đi đảo lại món ăn. 3. Nồi chiên không dầu GoSun CQ1502. Nồi chiên không dầu GoSun CQ1502 có dung tích 4,5 lít, cũng là một model nhận được nhiều sự quan tâm của người dân Việt Nam. Khác với hai model trên, GoSun CQ1502 sử dụng bảng điều khiển cơ học giúp ai ai cũng có thể sử dụng, kể cả người lớn tuổi. GoSun CQ1502 có công suất 1400W cho nên, thời gian chế biến chậm hơn hai model nồi chiên không dầu kể trên. Tuy nhiên, so với việc chiên rán theo phương pháp truyền thống, thì nồi GoSun CQ1502 vẫn giúp bạn tiết kiệm lượng lớn thời gian chế biến, cũng như hạn chế việc ám mùi khó chịu sau mỗi lần nấu nướng xong. Mỗi model nồi chiên không dầu GoSun trên đây đều có một ưu điểm riêng, việc lựa chọn sản phẩm nào phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu của mỗi người. Vừa rồi là top 3 nồi chiên không dầu GoSun. Mong rằng các review phía trên sẽ giúp bạn chọn được sản phẩm phù hợp nhất. Link sản phẩm mình để sẵn dưới phần mô tả để các bạn tham khảo. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.